Nếu các anh chị đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc xe 5 chỗ đi lại gia đình lướt lướt đời cao, tiết kiệm cho mình khoảng tầm vài chục triệu cho đến cả trăm triệu đồng, thì đây Hyundai Brio đời 2021 phiên bản RS cao cấp nhất nhé. Xe một chủ từ đầu, xe này là chị chủ đi chở con đưa đón đi học thôi, nên là rất là kỹ càng các anh chị. Chiếc xe này thì đi mới có 12.000 km thôi. Dàn vỏ lớp zin theo xe và sơ cua là chưa hạ. Nước sơn màu cam, màu này là màu đỏ cam, rất là dễ thương luôn. Xe mình biển số Sài Gòn luôn, nên anh chị nào ở Sài Gòn thì mình không tốn thêm 20 triệu tiền biển số khi sang tên nhé. Những cái mối nối còn rất là khít và đẹp các anh chị nhé. Đây, dàn vỏ lớp này các anh chị thấy không? Gai gió còn rất rất là sâu, mới quen luôn các anh chị nhé. Đây, vỏ của mình là vỏ Bridgestone nè, mâm 15 nè, mâm này là cũng không có chày xước gì hết nha. Đét vỏ của mình cái này bị đây, đét vỏ của mình là tầng thứ 51 của 2020. Xe này là vỏ 2020, vỏ cuối 2020 và xe sản xuất 2021 nha. Đăng kiểm đường bộ mình còn tới tháng 9 năm 2023, còn rất là dài luôn. Đã có dán phim cho mình rồi nè, ốp về che mưa nè, ốp thêm chén cửa để bảo vệ cái xe các anh chị nhé. Nhìn vô chiếc xe mình sẽ biết là chủ xe có giữ kỹ hay không các anh chị nè. Dòng này là một dòng nhập khẩu, nhập Thái nguyên chiếc, mà lại là còn xe của Honda nữa, nên chất xe phải nói là khỏi phải bàn các anh chị nhé. Vừa tiết kiệm nhiên liệu nè, vừa bền bỉ luôn á. Cái này là đi gia đình là bao xài luôn á ha. Keo chỉ ốc ép nguyên zin nha. Xe bên Mai thì trước khi đưa về đã được các anh kỹ thuật kiểm tra xe rất là kỹ rồi thì mới đưa xe về, nên chị mình yên tâm. Nội thất cũng còn mới lắm các anh chị, lát nữa vô trong mình sẽ kiểm tra cho mình nhé. Anh chị nào ở xa mà ưng xe này á, thì cứ chốt giá đặt cọc đi, mai giao xe về tận nhà cho mình nhé. Ở đây thì xe có dán phim cho mình là dòng phim Suntac, dòng này cũng rất là xịn sò. Phần sau đuôi xe thì có trang bị cho mình camera lùi, cảm biến lùi, mica đèn cũng còn trong và đẹp, không có bị vô nước hay là bị vàng gì hết nha. Đây, gầm bệ thì nó hơi thấp, hơi khó nhìn chút xíu ha. Phần cốp mới lắm các anh chị ơi, như một chiếc xe trong hãng ra nè, nỉ á, không có một chút dơ luôn, phần nhựa cũng không có bị chày xước gì hết nè. Dưới này là lớp dự phòng còn mới 100%, chưa chạm đất, sơn này các anh chị, viền sơn là còn đầy đủ ha, tem mát còn đầy đủ, bộ dụng cụ sửa chữa là con đội này kia là còn đủ hết cho mình nhé. Đánh sơn một vòng keo chỉ cốp và ốc cốp giúp Mai ha. Mùa này á, mưa nắng thất thường lắm các anh chị, cũng chuẩn bị chuyển qua cái mùa cuối năm, mùa khô nữa nè. Các anh chị nếu mà gia đình có cân nhỏ hoặc là mình hay cần đưa đón con đi học, đi làm loanh quanh trong thành phố á, lấy chiếc này vừa gọn nhẹ nè, đi gia đình cũng hợp lý nè. Mình đi trong thành phố gọn nhẹ mà lại tiết kiệm nhiên liệu nữa, rất là bền. Dòng này máy 1.2 tiêu hao nhiên liệu chỉ loanh quanh khoảng tầm 5 lít mấy, 6 lít thôi các anh chị nha. Nội thất của mình là ghế da màu đen, viền chỉ đỏ rất là thể thao, sàn nguyên bản, có lót táp bi sàn nha, trần cũng nguyên bản. Cái trần này thì nhà có bé nhỏ yên tâm lắm nè. Cái màu nỉ này nó màu đen á các anh chị, nên là các bé mà có bôi thì cũng không có sợ bị dơ nha. Xe mình thì có một điểm trừ nhỏ nhỏ, đó là vẫn sử dụng chìa khóa cơ ha. Đây, Odo nè, xe đi 12.998 km, cũng gần qua 13.000 rồi đó. Rồi, đó các anh chị xem rõ ha. Ở đây thì xe mình bảo dưỡng lịch sử hãng là full nha. Đây, hẹn mình 17.000 km bảo dưỡng, hoặc là tháng 2 năm 2023 lận, và nó vô tư xài, mới đi bảo dưỡng luôn các anh chị nha. Phần vô lăng thì có bọc cho mình một cái bao da vô lăng này, trên này thì có điều khiển âm lượng nè, có còi thôi. Phần vô lăng còn rất là mới, không một chút bóng mờ nào luôn á. Trên này mà thấy có cái cảm biến áp suất lớp nè, rồi phần táp lô cũng mới nè, có dán những cái viền màu nâu nâu như thế này, màu cam cam như thế này, rất là hợp với màu ngoại thất luôn. Mình có màn hình giải trí mới thấy của Sony các anh chị, có Apple CarPlay luôn nhé, xịn sò ha. Dàn lạnh phía dưới này đấy, mới len keng nè, trời ơi chưa tháo bọc ni lông, chưa tháo bọc ni lông nha. Phần nhựa nè, phần còn số nè, còn mới keng, không một vết chày xước nhỏ luôn đấy. Anh chị mà đang tìm mua xe qua sử dụng á, thì mình lấy những cái xe mà lướt mà đời cao mà ít đi như thế này nè, đó, về yên tâm lắm. Nhưng mà Mai vẫn kiểm tra cho các anh chị đầy đủ phần động cơ, máy móc nè, cũng như là mình cũng khuyên các anh chị là nên khi mà khuyến khích các anh chị mà đi mua xe qua sử dụng thì mình nên test hãng ha. Xe bên Mai thì bao test, các anh chị có đưa vào hãng kiểm tra thoải mái. Honda thì hãng liên kết giữa các đại lý á, nên mình đưa vào đại lý nào cũng được, họ sẽ có kiểm tra cho mình hết về lịch sử chăm sóc xe nè, rồi về kiểm tra tình trạng xe này kia, nên các anh chị mình cũng yên tâm hơn. Hoặc là các anh chị cứ đưa ra những cái trung tâm chuyên kiểm định xe qua sử dụng, nó sẽ có 143 hạng mục á, thì mình ra đó mình kiểm tra cho thoải mái. Phần khung xương phía trước là những cái vết bấm điện từ nhà máy còn đầy đủ ha. Đặc trưng của Honda là phần ốc các anh chị ha, sơn phết rất là nhiều màu luôn. Mở cái phần máy ra mà thấy sơn phết như thế này là ưng bụng liền các anh chị nè. Máy móc cũng rất là sạch sẽ nha, máy nổ cực kỳ êm. Máy của Honda thì các anh chị mình yên tâm rồi.
Rồi ngoài ra thì nếu với tầm tiền thấp hơn thì bên Mai cũng còn một chiếc nữa, đó là chiếc Mitsubishi Mirage 2018 số tự động nhập Thái nguyên chiếc. Xe đó thì giá mềm lắm, chỉ có khoảng tầm hơn 300 thôi. Còn chiếc này thì bên Mai đang bán với giá khoảng tầm loanh quanh hơn 400 nhé. Anh chị nào mà quan tâm xe này thì liên hệ ngay với Mai nhé. Có còn bớt lọc may mắn cho mình nè, có hỗ trợ rút hồ sơ nè, hỗ trợ giao xe về tận nhà nè, hỗ trợ trao đổi và thu mua xe qua sử dụng luôn, cũng có hỗ trợ trả góp được cho các anh chị mình luôn. Chi tiết thủ tục mua bán, thủ tục giao xe về tận nhà, thủ tục trả góp thì các anh chị cứ liên hệ với Mai, Mai sẽ tư vấn cho các anh chị mình chi tiết hơn ha. Rồi còn yêu thích video này nhớ cho Mai xin một tim comment chia sẻ ý kiến của các anh chị bên dưới, hoặc là theo dõi kênh của Mai đi, để khi bên Mai về xe đăng lên thì các anh chị mình là người đầu tiên xem được nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.